đợi đã đến, đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng F-Talent 2020 chính thức bắt đầu. 10 tiết mục tranh đấu chung cuộc, liệu ai sẽ là chủ nhân của tổng giải thưởng lên đến gần 40 triệu đồng cùng cơ hội tỏa sáng đam mê và tài năng của mình? Thí sinh Đặng Nguyễn Hiệp, thí sinh Trương Lê Tuấn Kiệt, thí sinh Lương Nữ Hiếu Tâm, nhóm nhảy Infinity, thí sinh Hoàng Quốc Đạt, thí sinh Đào Quý Quân, thí sinh Nguyễn Ngọc Lợi, thí sinh Nguyễn Minh Tuấn, thí sinh Thái Võ Quốc Huy, cặp song ca Trần Tử Đan và Nguyễn Bùi Ngọc Tuyết Hà. Và đặc biệt, đêm chung kết F-Talent 2020 tại trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự xuất hiện của bộ ba giám khảo quyền lực: nghệ sĩ Trọng Hiếu, ca nhạc sĩ Lily và cuối cùng là ca nhạc sĩ Andy. Tất cả sẽ xuất hiện và tỏa sáng tại đêm chung kết cuộc thi F-Talent 2020 ngay bây giờ. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu.